Thưa quý vị, thưa các bạn, Việt Nam Bulgari có quan hệ truyền thống vững chắc trong gần 70 năm qua. Đặc biệt trong những năm gần đây, mối quan hệ này đã có những bước phát triển mới, tích cực trên nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, trong hợp tác thương mại, đầu tư, kết quả vẫn còn ở mức khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng và kỳ vọng của hai bên. Theo số liệu của Bộ Công Thương, tính tổng kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Bulgari đạt 109,2 triệu đô la Mỹ, trong đó xuất khẩu của Việt Nam đạt gần 38,4 triệu đô la Mỹ và trong 8 tháng đầu năm 2018, tổng kim ngạch thương mại hai chiều cũng đã đạt hơn 55 triệu đô la Mỹ. Trong đó, các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Bulgari chủ yếu là gạo, cà phê, thủy sản đông lạnh, các sản phẩm từ cao su, may mặc, giày dép, máy tính và phụ kiện linh kiện điện tử. Trong hợp tác đầu tư, Bulgari đứng thứ 65 trong số 129 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư trực tiếp tại Việt Nam với 11 dự án tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, thông tin và truyền thông, khoa học công nghệ, dịch vụ, đặc biệt là dự án xử lý dầu thải thành dầu công nghiệp dân dụng. Giữa Việt Nam và Bulgari chúng ta có những cái nền tảng có thể nói là rất vững chắc để tiếp tục thúc đẩy và mở rộng quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa hai nước. Đây là những cái nỗ lực rất có ý nghĩa và rất quan trọng để không những giúp để cải thiện cái môi trường đầu tư kinh doanh và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế của Bulgari, mà là còn sẽ đóng góp trực tiếp vào trong cái việc tiếp tục tăng cường thúc đẩy và mở rộng cái hợp tác giữa Việt Nam và Bulgari. Ngoài cái khung khổ quan hệ song phương truyền thống giữa Việt Nam và Bulgari thì Việt Nam cũng đã tiếp tục tích cực đàm phán cái hiệp định thương mại tự do FTA giữa Việt Nam với Liên minh châu Âu và trong đó Bulgari là thành viên. Thì như vậy là những cái cơ hội và những cái tiềm năng để nói là sẽ được mở rộng ra để cho chúng ta thúc đẩy và mở rộng cái hợp tác giữa song phương giữa chúng ta cũng như trong khuôn khổ của cả khối EU Việt Nam. Bulgari nằm ở vị trí cửa ngõ chiến lược kết nối thị trường châu Âu với các nước trong khu vực Địa Trung Hải, khu vực Cận Đông và châu Á. Do vậy, Bulgari sẵn sàng tạo điều kiện tốt nhất để doanh nghiệp Việt Nam mở các kho hàng, đầu mối xuất khẩu tại Bulgari để từ đó vươn ra thị trường EU. Bulgari được đánh giá là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất về thương mại và đầu tư tại châu Âu với mức thuế suất và chi phí hoạt động thuộc diện thấp nhất châu Âu. Bulgari có môi trường đầu tư hấp dẫn nhất châu Âu nhờ những lợi thế từ sự hỗ trợ của chính phủ về an sinh xã hội và thuế, lực lượng nhân công có trình độ và tay nghề cao, sự ổn định chính trị và kinh tế. Việt Nam và Bulgari còn có nhiều lợi thế bổ sung cho nhau trong việc phát triển kinh tế, thì Bulgari cũng đóng vai trò là cửa ngõ, trung tâm, trung chuyển hàng hóa giữa các nước châu Á và châu Âu. Bên cạnh hợp tác thương mại, Việt Nam và Bulgari cũng có thể thúc đẩy hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực như là khu công nghiệp, chế biến thực phẩm, kỹ thuật cơ khí, v.v. Hiện nay, khối lượng giao dịch thương mại giữa hai nước vẫn chưa cao do còn thiếu thông tin về thị trường, sản phẩm thế mạnh của từng bên. Do đó, doanh nghiệp hai nước cần quan tâm nhiều hơn đến việc khai thác tiềm năng, thế mạnh của mỗi bên, tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư qua các cuộc tiếp xúc, hội thảo, hội chợ quốc tế. Khi đã có nhiều thông tin thị trường, các doanh nghiệp có thể chủ động xây dựng chiến lược kinh doanh và đầu tư vào thị trường của nhau. Việt Nam là một quốc gia có tốc độ tăng trưởng kinh tế tốt, dân số đông, nhu cầu tiêu dùng lớn. Trong môi trường kinh doanh nhiều thay đổi như hiện nay thì sự kết nối giữa hai chính phủ, cộng đồng doanh nghiệp hai nước là rất quan trọng để cùng nhau nắm bắt cơ hội và vượt qua thách thức. Nên mặc dù lần đầu tiên đến Việt Nam, nhưng tôi thật sự bất ngờ với sự phát triển ngoài sức tưởng tượng của thị trường Việt Nam. Và tôi tin rằng thời gian tới, Việt Nam chính là cửa ngõ để các doanh nghiệp Bulgari xâm nhập vào thị trường châu Á. Bulgari nằm trong số những bạn hàng truyền thống của Việt Nam tại khu vực Đông Âu và EU. Điều đó giúp tăng thêm niềm tin, triển vọng hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước sẽ sớm được thúc đẩy mở rộng, nhất là khi Việt Nam đã và đang hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới.